để cho ta biết Kaya đạp xe đạp tới một cái cây với tốc độ không đổi. Bạn dưới đây cho ta biết quan hệ giữa khoảng cách của cô ấy từ cái cây và số vòng quay của bánh xe. Vậy khi bánh xe cô ấy quay 4 vòng, cô ấy cách cái cây 22,5 m. Rồi khi bánh xe cô ấy quay 8 vòng, cô ấy cách cái cây 12,5 m. Khi bánh xe quay 12 vòng thì cô ấy chỉ cách cái cây 2,5 m. Vậy bánh xe quay càng nhiều vòng thì cô ấy càng tới gần cái cây hơn. Và đề hỏi ta những câu như sau. Đề hỏi cái cây lúc đầu cách bao xa? Với mỗi vòng quay của bánh xe, Kaya đi được bao xa? Bánh xe phải quay bao nhiêu vòng để tới được cái cây? Giống như mọi lần, bạn hãy dừng video, tự trả lời những câu hỏi này trước khi ta làm chúng cùng nhau. Giờ hãy bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Cái cây lúc đầu cách bao xa? Cách mình nghĩ về câu hỏi này là sau 4 vòng, ta cách cái cây 22,5 m. Ta thấy nếu ta tăng thêm 4 vòng, nếu ta thêm 4 vòng, thì ta sẽ gần hơn với cái cây 10 mét. Hay khoảng cách của ta với cái cây sẽ giảm đi 10 mét. Nên mình sẽ viết trừ 10 mét ở đây. Nếu mình muốn biết cái cây lúc đầu cách bao xa, mình có thể quay lại với 0 vòng. Nếu mình giảm đi 4 vòng, mình đang trừ 4 từ số vòng. Và nếu mình đang đi với vận tốc không đổi, thì ta có thể thêm 10 mét. Ta có thể thêm 10 mét. Nếu ta cộng thêm 4 vòng, ta tiến thêm 10 mét gần hơn. Nếu ta giảm đi 4 vòng để trở lại với 0 vòng, thì ta ở xa hơn thêm 10 mét. Nên đó sẽ là 32,5 mét. Nên 32,5 mét là khoảng cách ban đầu với cái cây khi Kaya không có vòng nào. Câu hỏi tiếp theo là Kaya đi bao xa với mỗi vòng quay của bánh xe? Ta biết rằng với 4 vòng, cô ấy đi được 10 mét. Ta có thể nói 10 mét trong 4 vòng. Nếu ta chia cả hai số này cho 4, ta có kết quả gì? Nó bằng với 2,5 mét trong 1 vòng. Nên nó là 2,5 mét. Và cuối cùng, cần bao nhiêu vòng quay để tới được cái cây? Ta biết sau 12 vòng, cô ấy chỉ cách cái cây 2,5 mét. Ta cũng biết là với mỗi vòng, cô ấy tiến gần hơn 2,5 mét. Nên cô ấy chỉ cần một vòng nữa để đi hết 2,5 mét còn lại. Nên nếu ta cộng thêm một vòng, ta sẽ giảm được 2,5 mét. Ta sẽ tiến 2,5 mét gần hơn tới cái cây. Và ta sẽ tới cái cây. Nên cần tất cả bao nhiêu vòng để tới được cái cây? 13 vòng. Giờ hãy nghĩ về điều ta vừa làm bằng đồ thị. Điều mà bạn đã từng thấy qua. Nếu gọi trục hoành là số vòng quay. Và gọi trục tung là khoảng cách từ cái cây. Khoảng cách so với cái cây. Mình sẽ gọi trục tung là trục Y. Và trục hoành là trục X. Ta có thể thấy ta có 0, 4, 8, 12 và 16. Và rồi ta thấy ở 0 vòng, ta cách cái cây 32,5 mét. Nên 32,5 ở đây, đơn vị là mét. Nên câu hỏi đầu tiên chỉ là một cách để hỏi giao điểm với trục Y là gì. Và câu hỏi tiếp theo, Kaya đi được bao xa với mỗi vòng? Ta thấy khi bạn tăng số vòng lên 4, khoảng cách của bạn so với cái cây giảm đi 10 mét. Nên khi số này cộng 4, ta giảm đi 10 mét. Nên nó là trừ 10 mét. Nên điều mà ta đang nghĩ đó là, bạn có thể nghĩ về độ lớn của hệ số góc. Hệ số góc của đường thẳng này, hệ số góc của đường thẳng này sẽ diễn tả khoảng cách của cô với cái cây dựa trên số vòng. Hệ số góc sẽ là biến thiên của quãng đường mà bằng trừ 10 chia cho 4, biến thiên của số vòng quay. Nên hệ số góc của đường thẳng là trừ 2,5 mét trên một vòng quay. Khi đề hỏi Kaya đi được bao xa với mỗi vòng, cô ấy đang 2,5 mét gần hơn. Khoảng cách của cô ấy từ cái cây giảm đi 2,5 mét. Và câu hỏi cuối cùng,
Cần bao nhiêu vòng để tới cái cây? Ở điểm nào mà giá trị y khoảng cách từ cái cây bằng 0 và ta thấy nó ở 13 vòng? Đây là một cách nghĩ khác về giao điểm với trục x. Nên đường thẳng, nó là một đường thẳng vì ta biết cô ấy đang đi với vận tốc không đổi. Nó nhìn như thế này. Đề thật ra đang hỏi ta giao điểm với trục y, hệ số gốc và giao điểm với trục x.